tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Mông Cổ, ngài Davat Suren, Quốc vụ khanh làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các cơ quan của Mông Cổ. Tại buổi làm việc, hai bên đã ghi nhận những kết quả hợp tác thương mại tích cực gần đây, nhưng sự hợp tác này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và nhu cầu thực tế của hai nước. Do đó, hai bên cam kết tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy sự hợp tác nhằm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thực hiện các biện pháp giảm thiểu các thủ tục hành chính đối với hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm giảm các chi phí giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng hóa, thúc đẩy hợp tác về giao thông vận tải, nhằm làm giảm chi phí vận tải logistics cho hoạt động xuất nhập khẩu. Xem xét tạo thuận lợi đặc biệt, ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng, trồng trọt và chế biến thực phẩm, phân phối, sản xuất sợi len, chế biến da và da bán thành phẩm tăng cường phối hợp và hợp tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tham gia các hội trợ triển lãm chuyên ngành, chương trình xúc tiến thương mại đầu tư. Hai bên cũng thảo luận về khả năng thành lập tiểu ban thương mại và công nghiệp trong khuôn khổ ủy ban liên chính phủ Việt Nam Mông Cổ như là một trong những cơ chế cần thiết điều phối các cơ quan và đơn vị hai nước tập trung hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư song phương. <laughs>